300 không chị? Được thì lấy không? Bớt được, phải thôi thì là bớt thôi mà 300 còn là tính đắt tiền đấy. Quần thật, cái này 100 dưới hay là cái này 200 đi. Chào quý các anh chị và tất cả mọi người ạ. Hiện tại thì em Đào với anh Bí Thư Lành đang có mặt tại cổng chợ trung tâm. Hôm nay thì có cô anh ủng hộ 2 triệu. Cô Thảo ở Đức Hoài, Long An, 1 triệu. Số tiền này là sẽ đưa cháu Tủa. Tủa với các anh nhỉ? Vâng, Tủa. Số tiền 1 triệu thì em Đào sẽ đưa cháu Tủa là đi ăn sáng và đi mua quần áo ạ. Còn 2 triệu thì em Đào sẽ đưa cháu Tủa đi khám. Còn đây là chị hàng xóm nữa, anh hay là cô nhỉ? Cô á. Vâng, đây là cô của cháu Tủa thì chúng ta là nếu mà ở viện thì chị cũng là ở viện với cháu luôn. Đây, bây giờ mình đi vào chợ mua đồ cho cháu với anh. Vâng, đi. Bên này. Mua cho biết đâu bên này cũng có mà. Có. Có. Đây sẽ còn đây. Không biết là biết thì con mua đấy là được mà. Xem cái chân bé quá anh ạ. Đôi này chắc vừa quá. Thế lấy cho hai đôi anh ạ. Còn là còn một cháu ở nhà cháu nữa. Tục, vâng. Cháu lử ấy. Vâng. Không biết là đôi này có vừa không? Con thử xem nào. Bé. Đây đôi này. Bé anh ạ, lên to một tí. Đôi này. Cho vào đây. Đây. Như này lại không vừa. Em là thế này. Ồ. Vừa không? Không, bé mà anh ạ, lên size to một tí. Vâng, bé. Lấy size, có size to hơn không chị? Cháu ở nhà ấy. Đôi này vừa? Vâng. 36. Đôi này vừa. Ừ. Này đôi này vừa cháu này, cháu đeo đôi này đi. Để đôi này bỏ đi. Tì đến dưới kia rửa chân. Đeo cả hai bên mà. Anh ơi, anh Lành. Anh chọn nào một đôi lấy về cho. Lấy đôi này, lấy đôi thằng em. Vâng, thế thì anh cho vào túi. Đôi này bỏ đây luôn. Chị em bỏ đôi dép này ở đây nhá. Vâng. Thôi thì hai đôi 40. Một đôi 50 anh. Mấy đất thế? Dép trẻ con thì thường anh mua đôi 30.000. 30.000 là loại này không? Giả như nhau đây này. Không phải này. Hai đôi 60 nhỉ? Nhá. Thật mà. 50 là em không phải nói thật rồi. Hai đôi 80 này. Nhá. Thật. Tiểu hốc? Tao hốc? Không, tao chỉ đi mà. Sao này, cho đi về nhưng mà... Con đi út đồng thì hốc lá cháo nè. Út đồng thì hốc lá cháo nè. Thế anh hốc lá cháo nè. Nó út đồng mới gần lia tao đốt bao kẻ ta nè. Hai đôi 80 nghìn. Chị cháo à? Chú? Có là chi nè. Lá cháo? Ờ, hai đôi 80 nghìn nè. Đúng rồi. Thế anh cầm tiền anh. Mấy? Anh quên rồi, anh không đặt. Này con sách tí em về thì mang về cho em nhá. Thế, tí tính ở thẻ, mua quần áo nên là tí tính. À, vẫn mua quần áo ở đây luôn. Đúng rồi. Thế thì vâng. Mua quần áo này ạ? Vâng. Mình mua với người đẹp. Mua với người đẹp á? Người đẹp có chồng nữa ạ. Có gì ạ? Thế chưa có, anh biết là chưa có, anh bảo là mua với người đẹp. Mua bộ nhỉ? Vâng.
mua vừa xem. Mua cho hai anh em cũng được một bộ. Không mua có cái quần dài chứ. Mua cho lấy cho cháu này nhá, chị chọn hộ em với. À, ở đâu để em tìm đi. Quần dài thì quần dài chân này thì không có, chưa có quần đâu chị ạ. Chị có bộ như này thôi. Thế lấy kiểu thế nào nhỉ? Lấy ra. Lấy quần dài đó anh ạ. Ừ, lấy quần dài nữa. Không có ạ. Một ạ. Cái này toàn của người lớn thôi. Má hàng bao hả? Má hàng bao hả? Ở đây toàn là quần áo người lớn đi. Đúng rồi, con chỉ có. Cái này quần con trai con gái hả? Con trai. Mình tưởng vào đó nhìn chứ. Lấy quần vải này cũng được mà anh ạ. Quần vải. Mua size to hơn một tí để năm sau cháu còn mặc ấy. Chân này cái này. Cái này hơi to quá. Vâng, lấy cái bé hơn một chút nữa là được. Ừ. 24 chị ạ. 23 là mắc vừa. Vâng. Vẫn to chị ạ, như này là to này. Em phải kéo lên đến tận trên này rồi. Còn như này. Cái này cũng vừa, cho mặc thử đi chị. Tại vì cái này nó kéo lên mông rồi ấy. Nhưng mà em ướm thử ấy, lên tận trên này rồi. Có bọn nào nó bình thường chị, nó không xước à? Có mặc quần bò không? Quần nào cho Nhi? Quần nào cho Johnny? Nào. Ôn nào cho Nhi nào? Nào. Mấy cái này nhìn cũ thế chị. Lúc nãy bên kia bọn em xem rồi. Đấy, cái này vừa đấy. Hùng chi Hùng? Hùng á? Ừ, cái này vừa thế, cái này được một cái. Cái này cũng đó chị. Đây, cái này cũng đẹp mà. Con này mặc được mà. Cái em lấy được một cái này vừa luôn anh ạ. Cái này đẹp. Đấy, cái màu đẹp. Đi thử thế nào. Có chỗ thử không chị? Ở không xỉ được. Cầm đến một hai cái này bắt thử. Ô hả lúc đơn chị. Chị đơn. Đây đi theo đây chị ấy các. Đây. Ô hả lúc mong chị ô lúc ô chị lúc này chị phụ má xíu này phụ mấy mà sao. Con thử cởi cái quần trong ra nhá. Không 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 biết đâu mà. Ông ấy chị thay khăn ra. Ông ấy thay ông ấy chị về. Mong đây này cởi đi. Kiểu là bây giờ cũng nóng rồi ấy. Thay cho hai người em nó. Được. Ờ hảo yếu. Vừa không? Vừa anh ạ, vừa này. Cái này nó còn là dài hơn một tí thì à, năm sau ấy, vẫn là vừa. Trẻ con lớn nhanh. Cái này con thử chưa? Xì luôn đi. Xì, thử đi, xì vào. Này xì. Chí nhỉ á? Ừ, nó không chịu lấy cái này anh ạ. Không thích quần bò ấy. Bảo là thích cái này thử cái này thôi, không cái này không thử ấy. Chị ơi treo cái này lên hộ em với. Nó lại thích quần vải chị ạ, chị tìm mấy cái dạng như thế. Thảo lợn cho các một thầy nào lúc nị. Thắp vào mặt kiếp đi sao tao à. Này bé bảo bé thử mó cái này luôn. Đấy là, đó là quần thô. Đây. Lấy màu tối thôi chị ạ, màu vàng thì sợ bẩn ấy. Màu này cũng được, màu này cố. To nhỉ? Không to, nó toàn cái kia đó. Bằng đo cái kia này. Bằng tính. Cháu đang thay anh ạ.
Cái này cũng được mà anh ạ. Cái này được. Thế thì lấy cho cháu thử đấy anh ạ. Đây, đây. Dạ, cái này. Cái này dày hơn sao? Bằng nhá. Dạ. Đố xì lúc gì? Xì ấu trời. Cái này dày hơn sao đấy? Mặc ngoài luôn này cũng được. Mặc ở ngoài luôn cũng được mà. Đúng rồi, áo mặt mà. Cái này dày hơn. Em cảm ơn em nói cảm ơn. Thử xem nào, vừa. Cái áo thì vừa rồi anh ạ. To to một tí năm sau còn mặc được ấy. Cái này sẵn lên này, con mặc con tay áo lên như này này. Vừa luôn anh ơi. Vừa. Đấy, vừa luôn. Lúc nào mặc thì sẵn cái tay áo lên như này này. Có bóp một quần đôi cho hai anh em. Đấy. Đấy vừa đẹp luôn này. Đấy. Vừa anh nhỉ? Quay vào vòng cô xem nào. Vừa đấy. Quay vào vòng xem nào. Vừa. Đấy. Xong rồi mua cái áo này cho thêm. Đấy vừa. Mua mới này cho em. Hai cái bằng nhau sao mà. Cái quần đâu nhỉ? Anh vừa lấy cái quần đây rồi phải không? Đây cái áo này nữa. Đấy đưa vào chị. Đây có hai quần. Hai quần thì lấy hai áo. Ừ, cả em nữa. Cả hai bộ này bao tiền? Hai quần hai áo này. Cái áo này không phải thử đâu. Vâng, cái này vừa mà em với lại cháu ấy cũng là lớn như đấy. Nhau ngang nhau. Đây là bao tiền? Ủa đắt thế. Cái quần tính bao nhiêu tiền mà nó là gọi 450. Cái này bao tiền? Cái này á? Ừ. Cái này 120 đấy. Cái này cũng 120 á? Em mặc có 120. Đắt. Quần áo của em mặc có 120. Thật. Cái hai cái áo này bao tiền một cái? Dạ. Hai cái áo này bao tiền một cái? Cái này 100, cái này 100 á? Vâng. Ui, áo trẻ con đắt á. À đây áo kẻ xước mày. Cái nào cũng 120 hết á. Cái này 100 á, cái này 100. Hai cái này 22, còn thế nhưng mà đắt nhỉ? Đắt. Ừ, anh tính ạ. Cái là rẻ đấy chị ạ, đi đâu là đắt. Năm cơ. Ba cha nó chị được thì lấy không? Bớt được phải thôi tiền là bớt. Thật mà ba cha còn là tính đắt tiền đấy. Quần thật cái này 100 dứa hay là cái này 200 đi. Cái này 100 không biết tính cứ cho là 300 được thì lấy. Anh bớt thế làm sao mà giảm? Không em thật bọn em còn bọn em mua nhiều chị ạ. Vâng em biết là như thế thôi nhưng mà quần làm thế nó là 75.000 một cái chứ. Có trẻ con nó thật thế thôi chị ạ. Quần trẻ con kia phải này cũng đã 70-80 rồi. Quần người lớn nó nhỡ nhỡ rồi chứ không phải là bé đâu mà giảm 75.000 một cái. Quần thôn này sắp bỏ máu rồi chị này. Quần áo 75.000 một cái chứ. Thôi được thì được 300 thì lấy thật mà. Này được thì không phải em đi lựa chỗ khác xem thế nào vừa được. Cứ đi xem đi. Thế là được 300 thì lấy này. Thật mà 350 đi chị. Thật bọn bọn em còn mua nhiều ấy. Được thì lấy nó. Kiểu bây giờ mình chọn được ở đây đấy anh ạ. 350 đa bộ. Cầm cái số kia, cái tờ kia xong hết. À, bao nhiêu nhỉ? 80 với lại 350 là bao nhiêu? Tính là bán hàng tính không tính anh tính lại lối cho bây giờ. Đấy, tính đi. Đấy. Cả hai đôi dép cũng là mua ở chị này nhỉ? Đấy, tính tiền chung luôn. Bốn trăm ba. Phải. Cả hai đôi dép luôn hả anh? Ừ đây. 80.000. Vấn lệ 350 là 430. 430. Em chưa tính ra cho anh chị à? Tính ra rồi chị. 430 đúng không? Đây, lấy cần luôn. Cái này lấy về cho em một bộ nhá. Dùng một vũ em trai nhỉ anh nhỉ? Ờ, em hay lử, là anh? Lử, lử, em trai. Lấy về cho Lử một bộ nhá. Đôi dép nữa, đôi dép là đây, chị cầm. Đi. Có bộ cái gì nữa? Ở đây có bộ thể thao mà. Có bộ thể thao của thằng Cò này mặc mà. Vâng. Cô lấy không? Lấy cho. Thôi mua một tạm thế tới thế trước chị ạ.
anh không? Bây giờ thì đưa hai cháu đi, đưa cháu với lại chị đi ăn sáng nha anh nhỉ? Ừ. Xong là mình còn đi xuống viện đây, tí sợ giờ trưa người ta không làm, mình phải đợi đến tối ấy. Bọn em mua được rồi. Đi, đi ăn sáng. Bọn em mua được rồi ạ. Vâng ạ. Đây là gian hàng dành riêng cho những cô chú là bán thịt lợn ở đây quý cô bác ạ. Đi ra ngoài này ăn ở ngoài này. Ở ngoài này có quán hả anh? Vâng, có. Em tưởng ở dưới này. Ở trên trên này ấy, nếu mà không có dịch ấy, thì bây giờ hôm nay đang cuối tuần nên là chợ đêm ấy anh ạ nhỉ. Đấy, ở trên này là... Vâng, đến cuối tuần là có chợ đêm ấy. Mỗi tuần có một lần ấy, nhưng mà đang dịch thì cũng là không không tổ chức cũng lâu rồi ấy. Ăn đây hả anh? Dưới này này. Dưới này à? Vâng. Chợ đêm mèo vạc đấy. Anh chưa đi bao giờ? Anh chưa đi bao giờ á? Ừ, nghe họ nói mà có chợ đêm. Em người ở đây em còn đi đúng một hai lần thôi anh ạ. Tối nay mình đi này. Tối nó có làm đâu. Mày tự làm ấy. Chợ đêm mèo vạc đấy. Cổng chợ, đây là ở trên kia có một cổng, là chắc chắn là cổng chính anh nhỉ? Dưới này là cổng phụ ấy. Cổng này là cổng chợ, nên là ở đây là chị gọi là ở trên này là chỗ bán hàng, ở trên kia mới là cái khu cái là diễn văn nghệ. Vâng. Mấy quán này trước em thấy mở, bây giờ thấy đóng cửa hết này. Trước ở đây là người ta bán hàng, điện thoại. Vâng. Trước ở đây cũng có bán phở đây anh ạ. Đây, đây, bán phở quán. À, ăn quán này á? Vâng. Cháu hai đứa, cháu với lại chị. Vâng. Có phải ngã. Còn còn đây là phở hay là bún chị nhỉ? Phở thôi. Phở. Phở ăn phở được một nhỉ. Vâng. Tuột. Tuột nó phanh à? Chị ơi làm cho em hai bát nhá. Em luôn đi ăn cùng này. Em ăn rồi. Đây, cháu ngồi đây. Vâng, ngồi đây làm có chả. Cháu ăn đi. Nọ. Nọ bên nọ. Ừ, chín nọ. Nọ. Đây, ta xuống ở đây nhé. Nọ. Ây à. Nó tẩm vật rốt à? Chín nọ không? Không ăn ớt. Ừ, đẹp ấy, ăn được ớt. Nọ bên nọ. Nọ bên nọ. Cái chín nọ đó. Đến nọ cháu à? Em ăn cháu. Chị ăn rồi. Đây anh. Nó anh kiểu như chặt nọ. Chín nọ. Ngon không? Các chị cá. À. Cá. Thế con có được đi chợ bao giờ chưa? Đi chợ nhà vàng này.
Ông bảo tao là cứ đi đâu? Chị Táo. Chị Táo á? Thì bé đến lớn thì cũng là chưa lên đây bao giờ hết tí các bác ạ. Cũng là cùng một huyện đấy, nhưng mà ở khác, ở trong xã thì cũng là chưa lên thị trấn bao giờ luôn. Sống à? Chín no á? Chín lắm, chín no, không ăn đấy. Hôm nay à, cho đưa lên thị trấn này, cho lên đồ nhìn đẹp trai hơn hẳn luôn. Ăn no rồi à? No á? Ừ, ăn no ấy, không ăn nữa. Ăn thêm bát nữa không? Dạ. Bốn no, ăn no chín no. Ừ, ăn no ấy, không ăn nữa. Ngon không? Cá chỉ cá. Cá. Cái đồ này ấy, con mang về nhà thì à, con tắm rửa sạch xong con mặc nhá. Ông một tí ra để tại ông mà nào. Ừ, con đây là mang về cho em, ở trong này cũng có của em rồi. Mùi chê và đặt đề tờ màn na nhé. Chín no á? Ăn no rồi đấy. Bây giờ thì đưa em với lại cháu với lại chị đi xuống viện nhỉ anh nhỉ? Vâng. Nếu mà ở viện thì nhờ chị này ấy, là trông luôn kiểu là anh em mình thì hôm nào cũng đi xóm ấy. Vâng. Vâng. Anh gửi tiền. Gửi rồi em. À, gửi rồi à? Đi, đi lên. Lạnh nhỉ, hôm nay thì lạnh rồi. Vâng, lại mưa ấy, anh ạ, mấy hôm nay cứ mưa. Đi, con đi trước đi. Biết điểm đi, tí. Anh có anh ở đằng trước đây. À, cháu bảo là từ lúc nhỏ đến giờ ấy thì cũng là chưa lên đây bao giờ đây anh ạ, đây là lần đầu luôn đấy. Vâng. Lên phố. Nên là đứa bé đi kháng ấy, nó này kiểu là mấy hôm trước mình vào thì cũng thấy nó sáng nay anh đi đón anh thì tuổi bảo nó ngứa xong nó lại ấy ra. Ngứa xong lại bong ra anh. Đúng ở đây rồi. Nó cứ kiểu là nó cứ lên dần. Vâng thì hôm nay cũng có hai cô là gửi tiền cho để bảo là đưa cháu đi khám ấy, thì hôm nay mình vào thì tiện là cháu vào đây luôn ấy, thì mình cũng là đưa cháu đi mua hai bộ quần áo với lại dép ấy, đưa cháu đi khám luôn để cho cô yên tâm ấy. Vâng. Đi. Xe đấy. Cái cổ của cháu hình như là càng ngày càng lên nhiều ấy anh nhỉ? Đúng không? Đấy, hôm trước em vào thăm cháu ấy thì cũng chưa nhiều như thế. Đã anh đi anh hỏi đấy bảo là nó cứ ngứa xong lại phát kiểu là phát tách cái lên đấy. Ờ vâng. Cái này đưa đi khám có khi vẫn phải ở viện đấy anh ạ. Vâng, chắc ở viện bởi vì đi người ta phải địa chỉ với lại tiền là chứ phải ở viện. Vâng. Mưa rồi anh ạ. Mưa
mưa to hả? Mấy hôm nay cứ mưa ấy. Vâng. Thì con đến dưới này con rửa chân đi nhá. Chân có toàn đất này. Đúng một tí rồi rửa chân xong rồi đi vào bệnh viện. Vâng. Vâng ạ, bây giờ thì em cũng là đưa chị Thúy Kiều với lại em Tủa là đi ăn sáng về rồi. Hôm nay thì cũng có hai cô ủng hộ cho cháu Tủa là cô Anh ở bên Úc là ủng hộ 2 triệu. Rồi còn cô Thảo ở Đức Hòa, Long An 1 triệu. Thì số tiền này thì số tiền 1 triệu của cô Thảo ấy, thì hôm nay em Đào cũng có tiêu là mua cho hai cháu là mỗi người một đôi dép là hai đôi là 80.000 với lại quần áo là 350.000, ăn sáng là hai chị em ấy thì là 60.000 ạ. Còn tổng hôm nay chi là 490.000. Số tiền mà cô gửi cô Thảo ấy, gửi 1 triệu thì hôm nay em Đào chi là còn 510.000 là số tiền của cô gửi. Còn số tiền của cô Anh bên Úc ủng hộ 2 triệu thì em Đào sẽ đưa cho anh Lành là anh biết tiếng ấy, là đi vào cùng hai chị em là đi vào viện. Tại vì bây giờ cũng là mùa dịch ấy, thì cũng không được mang máy quay vào trong đấy quay và lại dịch ấy, thì cũng là không cho bệnh viện, người ta cũng không cho vào bệnh viện để nhiều người ấy. Thì cũng hai chị em không biết tiếng thì cũng là nhờ bên anh Bí Thư Lành là đưa vào xem là khám cho bác sĩ bảo thế nào ạ. Tiện đây thì em Đào cũng là xin một phút để giới thiệu in mật ong rừng đấy. Mật ong của bà con đấy. Vâng, mật ong chuẩn luôn anh ạ. Đây đây là mật ong ngâm hoa đu đủ. Đây là mật ong ngâm hoa đu đủ nhé quý cô bác ạ. Đây là ngâm tỏi, mật ong ngâm tỏi đen ạ. Trước anh được thử đấy. Vâng, cái này là thuốc ấy anh ạ. Vâng, rất tốt cho nhiều bệnh ấy. Còn đây là mật ong rừng ấy chuẩn quý cô bác ạ. Nếu mà quý cô bác có nhu cầu ủng hộ thì liên hệ số điện thoại mà bên em có ghim trên màn hình ạ. Còn đây là số tiền mà cô gửi 2 triệu với lại 1 triệu của cô Thảo thì em cũng tiêu đi là còn 510.000. Còn đây là của cô là 2 triệu, là trong đây còn là 2.510.000. Thì em sẽ đưa cho bên anh Lành là đưa cháu đi khám luôn xem bác sĩ bảo thế nào ạ. Đây bây giờ anh giúp em đi nhé. Vâng. Vâng, kiểu em. Bây giờ trong viện ấy người ta cũng không cho vào nhiều anh ạ. Vâng. Dịch quá ấy. Vâng. Đấy, với lại mình cũng không vào đấy quay được thì bây giờ thì anh sẽ đưa hai cháu đi xem. Vâng. Là đưa cháu đi với lại chị Thúy Kiều đi xem là bác sĩ bảo là cháu này như nào ạ. Vâng. Vâng. Ừ, cũng tiện được. Bây giờ em Lành đưa em gái ấy, em gái Xí Kiều với lại cháu Tủa đi khám nhá. Mọi người em mình đưa đi, nếu mà bảo là cháu Tủa phải nằm viện ấy thì cháu sẽ nhờ cháu em gái đấy trông hộ. Vâng. Còn nếu mà bảo là không được nằm viện mà còn cho thuốc hoặc là khám xong rồi bảo mình mua thuốc ở ngoài ấy, thì em mình sẽ bảo lại đưa hai cô cháu về nhà. Vâng. Còn nếu mà nằm viện ấy, thì còn cái cháu Lử ấy thì bé, nên cho nên cháu Lử nếu mà làm ra đây để ở với cháu Tuổi thì nó không biết mua những. Vâng, nếu mà nằm viện thì anh cứ đưa số tiền này cho chị Thúy Kiều ấy. Vâng. Để chị lo cho em cho cháu nó ấy. Đúng rồi, em mình đi xong là tí em mình nhé. Nếu mà cháu Tuổi được nằm viện thì em sẽ cho số tiền là sẽ không ghi hành nhé các bác, bởi vì em vào trong bệnh viện thì anh Karame không vào được ở bị đang dịch ấy, người đang cho vào thì em ấy còn nhé mọi người. Đây đi. Vâng. Mình đợi mũ vào anh ạ, ở đây cho này còn mũ này. Đây, lấy cái này cho cháu đi, em chị đội cái này này. Anh đi thì có gì anh bảo em với nhá. Vâng, em đi một, em đi đưa hai đứa đi khám. Vâng. Xong nó về. Vâng. Vâng. Dạ vâng ạ, bây giờ thì em Đào cũng là đứng ở trước cổng bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc rồi quý cô bác ạ. Lúc nãy có mưa ấy thì em Đào cũng là xuống sau anh Lành, thì bây giờ anh Lành cũng là đưa cháu với lại chị Thúy Kiều vào trong viện đấy, do là cháu với lại chị cũng là không biết tiếng ấy, thì anh Lành là người phụ trách là đưa cháu vào trong đấy làm giấy tờ luôn. Nếu mà ở viện ấy, em Đào cũng là dặn anh Lành rồi, lúc nữa mà đi khám ấy, bị làm sao thì sẽ lên trên phòng trọ lúc đầu em Đào có quay để nói cho quý cô bác biết để quý cô bác yên tâm hơn ạ. Dạ vâng, bây giờ thì anh Lành cũng đưa cháu đi khám về rồi ạ. Bác sĩ bảo sao ạ anh? Ừ, anh đi khám thì bác sĩ bảo là cháu nó bị nhẹ nhẹ ở trên cổ thôi, bảo là ngứa với đấy thì thôi thì về mua mấy thuốc uống này.
với lại 2 kg lộ thuốc bôi về để cháu về bôi xem mấy ngày đấy có khổ không. Nếu mà không thì mình lại ra tiếp, bởi vì bên bảo là đang bị dịch ấy, người ta bảo nó đông người thì lại không cho ở ấy. Đây là bị ngoài da ấy, nếu mà đang dịch cái này người ta cũng không cho ở viện anh ạ. Bên ấy bảo là trừ khi nó bị ốm nặng ấy thì nhịn thì mới cho vào nằm viện, còn đâu thì bảo là cũng không sao thì lên lấy thuốc về uống. Thuốc này anh mua đủ hết chưa anh? Mua đủ mà anh mua cái này, cái thuốc này bản dạng là một hộp này là trong cái này anh có... anh dạy cháu dùng vâng, chưa anh? Về thì một lúc sau anh sẽ dạng cháu bé đấy, bởi vì trong này là bên bà cái này để uống phải không anh? Đấy này. Vâng. Uống một lần là uống một viên này với lại một lộ này. Cái này là để bôi hả anh? Đấy này là bôi. Vâng. Xong là cứ một ngày là uống 2 lần cái số này, còn bôi là mình cứ bôi khi nào nó ngứa lại bôi. Vâng. Thì cái số thuốc của anh mua hết là 300.000. 300.000 ạ? Vâng. À, thế còn cái số tiền 2 triệu mà cô anh ở bên Úc ủng hộ 2 triệu là mình chưa tiêu đến vâng, đúng không anh? Vâng, vẫn giữ 2 triệu. Thế còn cô Thảo 1 triệu này thì bây giờ còn dư bao nhiêu anh? Còn 2 đấy. Còn 210.000 sao, bởi vì sáng nay đi ăn sáng đó là vừa nãy em đưa cho anh là 510.000, nhưng mà bây giờ anh đi là vẫn còn 2 triệu là 210.000. Lúc đấy là mua hết 300. Vâng, thế 300. Là còn 210.000 là 1 triệu vâng. của cô Thảo ở Đức Hòa Long An là bọn em tiêu thì cũng còn là 2.010.000 với vâng. lại số tiền của cô anh ủng hộ 2 triệu là bọn em cũng chưa tiêu đến ạ. Vâng. Bây giờ cái số tiền vẫn còn 2.210.000 ạ. Vâng, thế thì chắc là mình cũng là đưa cho chị Thúy Kiều ấy. Vâng. Vâng, để chị ở gần mình hơn ấy thì vâng. cháu hết cái gì hay là mình chưa lên thăm cháu kịp được ấy thì vâng. để chị mua hộ cho mình hoặc là mua thuốc thang mà chị có đi chợ ấy. Vâng. Nếu mà hết thuốc ấy thì chưa khỏi chưa đỡ hơn ấy thì mình sẽ lại đưa cháu ra khám thôi, nhưng mà chị ở gần hơn ấy thì tiện hơn ấy anh ạ. Vâng. Vâng. Vâng các bác ạ, bây giờ thì em mình sẽ đưa lại cái số tiền thừa còn lại cho em gái chị Kiều ấy để về hai, bởi vì cái cháu tuổi thì nhà nó ở gần đấy, xong về cái thiết thối cái gì thì em gái sẽ mua hộ, bởi vì thì hai cháu còn bé thì cái số tiền em sẽ đưa cho em gái, bởi vì về đi ví dụ như uống hết cái phần thuốc này không vẫn chưa khổ ấy thì và em gái cũng mua hộ cũng được, mà là cũng ngày mà mình không anh em mình không vào đấy được ấy để đi vẫn bởi vì cái nhiều hoàn cảnh ấy, thì bởi em chưa vào đấy được ấy thì cũng hết gạo này mắm muối mì chính thì cũng nhờ em gái mua hộ luôn cô bác ạ. Bây giờ em sẽ xin phép là cho cái phần quà cho em gái thì em thay mặt cái cháu tuổi với lại cháu Lử và mấy gái bảo cảm ơn tất cả quý các bác chị và tất cả mọi người, em sẽ giao lại cái phần tiền còn lại cho em gái Thí Kiều các bác đây. Ông bà có nhiệt chăng? Dạ vâng ạ, thì em Đào cũng là xin thay mặt cháu tuổi với lại kênh là cảm ơn đến hai cô đã gửi tiền cho hai cháu để Đào có thể là đưa cháu đi khám với lại mua quần áo ăn sáng, thì cháu ấy thì từ nhỏ đến giờ thì cũng chưa được lên đây bao giờ, hôm nay thì cũng là lần đầu luôn, thì em Đào rất là không biết nói gì hơn là rất là cảm ơn hai cô rất là nhiều ạ. Em Đào chúc hai cô luôn luôn sức khỏe và thành công ạ. Bây giờ thì chắc là em Đào cũng xin kết thúc video ở đây thôi ạ. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo ạ.